Đối giống như chào các nhà người TV sau đây là một số tin đáng chú ý trong ngày Nhưng mà trước hết xin chúc mừng quý vị ngày độc lập của Mỹ năm nay là kỷ niệm là lần thứ 243 ngày độc lập của Mỹ và chúc quý vị có một ngày vui vẻ à, nướng BBQ uống bia uống rượu bên người thân <laughs> và có những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay là phải nói là năm nay uh, July Ford là ngày độc lập của Mỹ à, vào chủ nhật này thì Mỹ có thể có hai cái chiến thắng đó là hai chức vô địch vô địch thế giới của bóng đá nữ và có thể là vô địch uh, có cáp của đội tuyển bóng đá nam tổng thống trump tố cáo trung quốc và liên âu phá giá đồng tiền đòi mỹ phá giá theo và thượng viện pháp thông qua luật cấm tát trẻ em thưa quý vị ngày hôm qua là ngày thứ tư mùng 3 tháng 7 đội tuyển hòa lan đã thắng đội tuyển thụy điển trong giờ đấu thêm vào phút thứ 99 mươi sau 90 phút không đội nào khi được bàn thắng trong cái giải mà World Cup của nữ bóng đá nữ thì phút 99 cầu thủ Jackie Ronan đã ghi bàn duy nhất cho trận đấu cầu thủ này 24 tuổi và như vậy là đây là lần đầu tiên Hòa Lan sẽ vào và chung kết uh, thế giới và hy vọng đạt chức vô địch thế giới đầu tiên luôn Hà Lan hiện nay đang là đương kim địch Châu Âu bóng đá nữ như vậy là vào chủ nhật này vào lúc 8 giờ sáng giờ miền Tây Mỹ sẽ gặp Hòa Lan ở tại sân Lyon và nếu mà Mỹ thắng thì sẽ, đây sẽ là lần thứ tư họ vô địch và đây là lần thứ năm họ vào trận chung kết à, trong khi đó thì vào ngày thứ bảy đội Anh và đội thụy điển sẽ gặp nhau tranh hạng ba tư cũng vào lúc 8 giờ sáng giờ uh, California thì đó là tin World Cup uh, và đội Mỹ năm nay rất là hy vọng uh, với tình hình này thì có thể là họ đoạt chức vô địch lần thứ tư trong khi đó là về phía bóng đá nam à, thì đội tuyển Mỹ uh, ngày hôm qua thắng đội tuyển uh, Jamaica với cái tỷ số gọi là 3-1. À, và trong cái đó thì hôm thứ tư đội Mexico đã thắng đội Haiti 1-0 trong cái giải CONCACAF tức là các nước vùng châu Mỹ. Và hiện nay Mỹ đang là đương kim vô địch và vào chủ nhật này cũng chủ nhật luôn nhưng mà 6 giờ chiều giờ miền Tây. Mỹ sẽ gặp Mexico tại sân vận động Soldier Field ở Chicago. À, và như vậy là chủ nhật này có thể là đội Mỹ uh, nước Mỹ sẽ ăn mừng hai cái chiến thắng vô địch một cái là vô địch bóng đá nữ thế giới và vô địch à, uh, uh, Concacaf đây là lần thứ sáu uh, hai đội Mỹ và Mexico gặp nhau ở trong cái trận uh, trong giải Concacaf và đây là lần đầu tiên trong 8 năm qua hai đội gặp nhau ở trận chung kết liên quan đến đề tài chính của thế giới cũng như là Mỹ và Trung Quốc thì ngày hôm qua thứ tư 3 tây tháng 7 Tổng thống Donald Trump đã tuyết ra tố cáo xin lỗi quý Trung Quốc và Liên Âu hạ giá đồng tiền để mà có lợi cho họ trong vấn đề xuất cảng hàng hóa của Mỹ. Thì ý tổng thống nói, nói là khi mà đồng tiền của họ hạ giá thì hàng hóa của họ rẻ hơn. Hàng hóa của Mỹ Mỹ bán khó hơn, hàng hóa của họ bán dễ hơn. Đó. Thì tổng thống Mỹ nói là chúng ta không thể ngồi khoanh tay mà để cho những nước này lợi dụng như vậy họ sẽ nói chúng ta là những thằng khờ. Thành ra tổng thống Donald Trump đề nghị là có thể trong những ngày tới Mỹ cũng nên hại giá đồng tiền của mình, nhưng mà điều này chắc chắn sẽ không xảy ra là bởi vì Mỹ từ trước giờ cái hệ thống tiền tệ Mỹ không muốn xía vô và Mỹ để cho thị trường nó tự động trôi nổi, thị trường quyết định và chắc chắn cái chuyện mà hại giá đồng tiền đó là không bao giờ xảy ra bởi vì cái chuyện này là do ngân hàng trung ương liên bang uh, phụ trách mà cái người chủ tịch các vị ở trong này là họ muốn độc lập không những chính, chính trị và tổng thống không thể ra lệnh, có thể ra lệnh cho họ làm mà làm không là chuyện của họ và lại nếu mà đồng đô la bị hạ xuống thì mỹ cũng kể là mỹ sẽ không bán được trái phiếu cho các nước người nước ngoài bởi vì họ mua trái phiếu của mỹ và chính đây là cái nguồn mà nước mỹ vay nợ hàng năm để xài mà số nợ hiện nay lên tới 22 mươi tỷ đô la thành ra nếu mà đồng đô la bị đánh hái, giá bị đánh giá thấp xuống á hạ giá xuống á thì mỹ sẽ có lợi cạnh tranh với đề xuất cảng nhưng mà cái công trái của mỹ người ta sẽ không mua nữa và như vậy mỹ cũng sẽ thiệt luôn thì điều này khó lòng mà xảy ra có lẽ là tổng thống trump chỉ là tuyết ra bị bực mình mà thôi Uh, một cái luật lạ lùng ở bên Pháp hôm thứ tư ngày hôm qua mùng 3 tháng 7 thượng viện Pháp đã thông qua một cái dự luật là cấm cha mẹ tát con mình <laughs> chúng ta biết là thường thường khi mà ta bực mình với đứa con nít ấy, trong nhà con mình nói không nghe đứa lì bộp tay nữa thì bây giờ Pháp cấm không làm chuyện này và luật này nếu được thông qua thì trong cái luật sẽ ghi rõ là tất cả các thị trường các thành phố ở bên Pháp khi mà làm chủ hôn các cái lễ cái lễ nghi mà hôn phối uh, gọi là, là, là hôn nhân đó thì bắt buộc phải đọc cái lời này lên tức là cấm cha mẹ tát con mình. Nhưng mà luật này cũng có cái điều lạ đó, nếu mà ai nữa tát thì chẳng có hình phạt kìa coi như cấm mà thôi chứ không có phạt. <laughs> Đây cũng như là cảnh cáo nhắc nhở cha mẹ cũng như phụ huynh là đừng tát con ít. Bởi vì có những đứa bị tát nhiều quá là đâm ra là nó hư hư hỏng luôn, nó 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 nó, nó gọi là nó 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 lì đòn luôn. Thì thống kê của pháp cho biết là 85% trẻ uh, cha mẹ pháp là có dùng cái chuyện mà tát con không vấn đề giáo dục thì trong đó 75% những đứa bé là bị tát nhiều nó trở thành à, 75% những cha mẹ này gọi là lạm dụng cái tát này quá nhiều tức 85% là có tát con mình nhưng mà trong đó 75% là lạm dụng quá nhiều và có trên 50% có khoảng 50% cha mẹ tát trẻ em à, trước khi nó được 2 tuổi tức là còn nhỏ đã bị bốc tai rồi thành ra cái luật này là họ 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 thông qua bắt đầu cái hiệu lực từ ngày từ tháng 9 năm nay tức là năm 2019. Thì đó là những tin đáng chú ý trong ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.